Sáng nay, trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã gặp cử tri quận Đồ Sơn. Trong buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến vấn đề cải cách chính sách tiền lương, đánh giá nó như một vấn đề quan trọng. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã xác nhận quan điểm rằng cải cách tiền lương không cần phải đợi đến khi nền kinh tế đạt đến trình độ phát triển cao. Chính sự tiến bộ và công bằng xã hội cần phải được thực hiện đồng thời với sự phát triển kinh tế, và cải cách tiền lương đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cam kết rằng sau năm 2024, mức lương cơ sở sẽ được tăng 5-7% mỗi năm. Đồng thời, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 để cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Nghị quyết số 101/2023 QS15 của Quốc hội khóa 15 đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho chính phủ về triển khai cải cách tiền lương và yêu cầu báo cáo lộ trình cải cách tại kỳ họp thứ 6. Hội nghị Trung ương 8 cũng đã quyết định thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết 27, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Sáng nay, trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã gặp cử tri quận Đồ Sơn. Trong buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến vấn đề cải cách chính sách tiền lương, đánh giá nó như một vấn đề quan trọng. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã xác nhận quan điểm rằng cải cách tiền lương không cần phải đợi đến khi nền kinh tế đạt đến trình độ phát triển cao. Chính sự tiến bộ và công bằng xã hội cần phải được thực hiện đồng thời với sự phát triển kinh tế, và cải cách tiền lương đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cam kết rằng sau năm 2024, mức lương cơ sở sẽ được tăng 5-7% mỗi năm. Đồng thời, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 để cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Nghị quyết số 101/2023 QS15 của Quốc hội khóa 15 đặt ra nhiệm vụ cụ thể cho chính phủ về triển khai cải cách tiền lương và yêu cầu báo cáo lộ trình cải cách tại kỳ họp thứ 6. Hội nghị Trung ương 8 cũng đã quyết định thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết 27, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.